Nó cũng lại có một cái chút câu chuyện nó như này này. Tất cả các Không. anh tầm bệnh nhá. À, sư phụ tầm bệnh. Đấy, thế nhưng mà toàn bộ là những câu chuyện của anh chị em mình trong đại gia đình mình, cũng là chỉ mong muốn những người làm mà chưa hiểu biết, cố gắng mà hiểu biết đi. Đấy, nói hết tất cả những lòng người, nói hết những cái vấn đề để cho mong mỏi mọi người được quay trở lại với đất nước Việt Nam thân yêu. Đừng xuyên tạc nữa, không làm gì được nữa đâu. Đây, những cái gì anh Tập Bảy với anh Bình Dương đã nói hết rồi với các bác với các anh chị em ấy, chứ còn không có một cửa gì đâu, chắc chắn không có một cửa gì, đừng cứ hy vọng gì. Mà là đến mùng 2/9 thì làm gì được. Để lại chia sẻ mọi người thêm tiếp này, bên Bình Dương này. Đến Bình Dương biết rồi đúng không? Mình cả nhà biết rồi, chuẩn bị đến mùng 2/9 ấy mà rác hạt một cái ấy, tất cả những trường hợp nổi cộm đúng không, là đã phải là ra đi không một một lời mà phân tích. Đấy, trường hợp ở chỗ Mê Linh Hà Nội mình đấy nhá, mà nhân chứng sống luôn, cái lúc đó là ông tổng thống Mỹ G. Bush hay là ông Clinton ấy sang thăm ấy, nhưng mình nhớ không nhầm là ông Clinton, là ông thăm sang thăm mà ông lên chỗ Tiền Châu ở chỗ Vĩnh Phúc Phú Yên này này, thì là quân nhà mình ấy, cái đội ở chỗ khu công nghiệp Quang Minh nhá, đấy nhá, nói mà sự thật và bấm phát là lên luôn. Các ông đánh bạc cả nhà hiểu không, các ông đánh bạc, các ông alo alo với nhau, trời ơi cha mẹ ơi, các ông bảo là mang súng đạn đầy đủ đi, như súng đạn cái gì, tức là mang tiền đi để đánh bạc đấy. Nha. Đúng đêm hôm đấy, bảy đồng chí ở Gia Thượng nha, làng Gia Thượng khu công nghiệp Quang Minh đấy, Mê Linh Hà Nội, lên đường không một lời gì hết, cha mẹ và bố mẹ không biết một điều gì, chuyện gì xảy ra. Đến lúc quay như là xuống số 7 Thiền Quang nha, điều tra Bảy ra thiên thì các quan. ngài mới khai ra là, mà trong đó là có hai quan chức, được chưa, hai quan chức là trưởng thôn mới này, phó chủ tịch của thị trấn Quang Minh đấy nhá, Thì nói phải chuẩn, không mà ví dụ mai cái có người khác lại lên diễn đàn Bình Dương mà nói anh em tôi là nói bậy là không được đúng không, bởi vì con người đã nói thật là phải nói thật, đúng đúng vậy anh. ra đi luôn về bắt đầu mới kể. Trời ơi, xuống đấy là coi như là mỗi thằng một lời, hỏi chuyện gì đấy mới khai hết ra là các bố đi đánh bạc, thì các bố alo alo trên điện thoại là bảo mang súng đạn, để đà ý là kiểu cũng lại tiếng nóng kiểu lại hốt tránh là kiểu vợ con mấy các thứ, là bảo là mang tiền các thứ đi, Đã tầm bậy thế rồi. mới để báo với các anh chị em một cái điều này nhá, an ninh Việt Nam quá giỏi. Những cái năm mà đất nước mình bị nghèo khó mà còn bảo vệ được đất nước, huống chi đến giờ phút này này, thứ nhất này đất nước đã mạnh giàu này, lấy con người như bọn tôi này đầu óc cũng đã bắt chước vào, cũng là có một tí sạn ở trong đầu nữa rồi, nhạc nào nhảy là thứ nhất, và đấy nghe hơi thở phát biết có mùi gì là thứ hai. Đấy, mình lại ví như thế để mà cứ người nào đấy mà không hiểu ra thì cho chúng tôi là con gì cũng được, nhưng mà đấy là biết là những con gì mà người ta biết được như vậy, người ta biết phòng và chữa bệnh đúng không anh Bình Dương, đúng không, thì có nghĩa là không có cửa gì nữa đâu, đừng nói là con người Việt Nam và lạc hậu nữa. Lạc hậu là vì do đất nước bị chiến tranh bao nhiêu năm nay, cũng mong các bác ấy Nhưng mà là cố gắng suy nghĩ lại cái đi. thời cắt ngắt lại chút xíu, và cái thời điểm đó nó cũng đã qua rồi, và cái bây giờ cái người dân của mình họ đã có được cái thời gian, có nghĩa là có được cái điều kiện để họ hiểu thêm và họ nắm bắt được những cái điều mà có thể là xây dựng đất nước còn tốt hơn nữa, nên là các anh chị thôi bớt đi, không làm gì được nữa đâu, đúng không? Thì trong đây ví dụ như có anh IQ nè, thì cái lý tưởng của anh thì cái lý tưởng của anh đi,
Nhưng mà anh hãy suy nghĩ lại một chút theo cái cách nhận định, theo cái tư tưởng của mình á, thì anh cũng sẽ có được cái kết quả cho mình, chứ không cần phải nghe một người nào cả. Giống như điển hình, giống như anh thấy như anh em ở trên đây, anh Trần Tỏn ở dưới là Dương đó, hai anh em cũng có cái nhận định tư tưởng, mình không phải là dựa dựa trên những cái thực lực hiện có và dựa trên những cái gì Việt Nam mình đang phát triển. Chào chị Nguyễn Hồng đó, đó. Chào chị Nguyễn Hồng. Ok, mời em. Đó. Để anh chia sẻ tiếp. Hôm nay Bình Dương biết không? Hôm nay nhịn đói đấy. Anh dành 4 tiếng ở diễn đàn nhà mình đây. Có anh chị em nào mà có biết là cái cô bé có cái nick là Lila, người đang sống ở bên Malaysia, quốc tịch Campuchia, thì ok hộ gái. Để hôm nay đấy là lên đấy Chào chị. Hôm nay Nina, Nina Lina, Lina ở cô nhà bé ở xinh sao đấy, có cửa hàng. cô bé xinh đấy, anh chạy còn giỏ hết nước bọt đấy chứ không phải đơn giản đâu. Mới lại cái bà Nguyên Hà, bà gì nhỉ, nó hay lên cái, mới lại cái bà thì vợ chồng bà gì mà bà đang sống ở miền Nam ấy, Võ Hà. Võ Hà. Ok, đúng, Bình Dương đúng rồi đấy, là anh trả lời. Đó, hiện tại là bây giờ bà đi qua Hà Lan rồi anh. Bà không còn ở trong, đúng lúc trước là ở trong miền Nam, nhưng bây giờ bà đi qua Hà Lan rồi. À, Bà Võ Hà. đấy đấy đấy, thì hôm nay đấy để các anh chị em mình, còn những cái chuyện ấy mà đã nói về cái bọn ba sọc, bọn phản động ấy là các anh chị em nói rất nhiều rồi, như hôm nay là để cho cá nhân của Trần Toản lại kể về câu chuyện của con Nina, con xinh đẹp, còn như người mẫu ấy mà em phải nhịn cơm vì nó đấy. Tự nhiên đã bảo rồi, nó chơi cộng sản là khó lắm, cũng muốn lên các diễn đàn này để cho các anh chị em mình rút kinh nghiệm. Và đấy, bây giờ có ai mà máu gái như Trần Toản cứ đừng để mắc bẫy đấy, đừng mắc bẫy, mắc bẫy bọn nó là mình ăn đòn, mà ăn đòn là không nói được với lại anh chị em với lại quê hương đất tổ nhà mình đấy. Hôm nay Đúng. bắt đầu lúc đấy là em đi ở từ bắt đầu Ba Đình về đến công ty, qua cầu Nhật Tân về công ty là lúc đấy 9 giờ 15 phút, thì thấy có số của Lina là cái link lên của nó ấy, hiện lên kết bạn Đúng rồi. với Trần Toản. Lina Hao quá anh nhạc. À đúng, anh với Nhàn, đúng rồi anh với Nhàn, con bé xinh đấy, còn người bảo người Khmer đấy, cùng quê đấy, cùng kết. Là người Khmer đó. Đúng rồi, kết bạn với em thì nó bảo là em nhìn anh với này, em thấy anh với các anh, có mấy anh ở trên các diễn đàn đấy là chống bọn phản động, em rất là ngưỡng mộ các anh đấy. Nó kể tên hết mấy diễn đàn nhà mình, là mấy cái ông đàn ông ấy, là chàng ông Bình Dương, ông Nguyễn Bạch đấy, và lại thấy là cái ông Trần Toản này đấy đã xấu rồi lại rồ đấy, nên thì em kết bạn với anh để em hỏi một số điều, anh trả lời cho em mấy điều với, bởi vì đầu óc em về đang bị mông lung không biết nghe ai. Thì là anh trả lời như này, thì bây giờ ra từng câu hỏi, hôm nay anh sẵn sàng anh trả lời em từng câu một. Thì nó hỏi anh câu thứ nhất là anh thấy Đảng Cộng sản Việt Nam này như thế nào. Chào em cùng dòng họ Đạt Trần, Trần Đạt đấy, phải chào thế. Thì anh trả lời luôn này, anh trả lời với em một cách là tuyệt vời, Đảng Cộng sản Việt Nam này tuyệt vời. Ở cái điểm gì anh phân tích với em luôn nhé, là đã cho được những người dân ở đất nước Việt Nam này cuộc sống yên bình và hạnh phúc nhé. Còn anh không nói một vấn đề về kinh tế, hay là cái lọ kinh tế phải do tự bản thân của mỗi người dân phải cố gắng, đúng không? Bởi vì đất nước phải trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, bây giờ đang giữ được một cuộc sống yên bình như này, ấm no tự do hạnh phúc như này, đã là một điều mà quá tuyệt vời rồi, trên cả tưởng tượng rồi, thế giới phải công nhận đất nước Việt Nam của bọn anh rồi. Đấy, anh trả lời nó như thế. Nó bảo là câu đấy em nghe được. Tiếp tục anh bảo là thế tại sao mà Đảng Cộng sản, nó hỏi anh Đảng Cộng sản Việt Nam này ác với dân và hẹp với giặc như thế. Anh trả lời tiếp, anh nói với em như này này, nếu em không phải là người phản động, em hỏi câu đấy thì chắc chắn
em ấy là anh sẽ cho một cái đứa lớp 1, lớp 2 dạy bảo em, như em đang là một người đối lập với bọn anh mà em lại xinh đẹp thế, anh cũng thích em, anh thích em, nhìn em anh đã chảy nước bọt rồi thì anh lại phải trả lời em tiếp. Ác với dân là điểm gì nhá, đi biểu tình em thấy không, bạo loạn đấy ở Bình Thuận vụ vừa rồi đấy, kéo nhau đi đánh cảnh sát, chiếm trụ sở công quyền của nhà nước đúng không, đánh cảnh sát bôi rắc ớt này, có đủ trò nữa này, đá ba mươi mấy cân ném vào một đầu con em, ví dụ như là như bố của em, anh lại chơi phát ấy, ném vào bố của em là còn đá ba mươi cân, liệu hỏi em như thế nào, em có đến giết tất cả họ nhà cái thằng ném đấy không? Thế nhưng mà đấy, đảng và nhà nước và nhân dân Việt Nam yêu nước chân chính không hề có một chuyện gì đúng không, mà lại còn bảo là ác với dân là ác kiểu gì, hèn với giặc cái gì. Bao nhiêu năm nay đất nước này Việt Nam này đang yên bình, nào đã một cái thằng nào giặc nào dám vào đất nước Việt Nam này không, huống chi được bây giờ tổ quốc và đất nước Việt Nam nhà mình này đang quá lớn mạnh. Em biết là 6 con tàu kilo 636 đúng không, của Nga mà nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á này phải thèm, mà gần như là phải cầu xin của đất nước Việt Nam này đúng chưa, còn chưa loại là những cái tàu hải quân mà hiện đại nhất nữa, bao nhiêu máy bay mà đến ông lớn Mỹ kia mà muốn tài trợ không cho đất nước Việt Nam vũ khí mà Việt Nam còn chưa thèm nhận nhá, có đấy là có mà Bình Dương, cái đó là sự thật. Đúng rồi, F-16. Em nói đi, xong anh lại nói tiếp câu chuyện của anh hôm nay dạy nó 3 tiếng đồng hồ. Xong anh lại nói sát thằng cọp. Em biết không? Đấy, và thằng cọp ấy đã tên là cọp rồi, em phải biết rồi. Nó không còn cái gì cả. Xong nó lại nói với con Nina, lại nói với anh như này. Nó bảo là anh ơi, bây giờ thật sự đầu em quá đau đầu. Bây giờ đấy, anh cứ xem đi, hỏi mọi người ấy, ở khắp các diễn đàn mà biết tên em như thế, em đã bao giờ em chửi đảng và nhà nước này và em như nào không? Thế nhưng mà anh được cái ông Nguyễn Nhàn này này mới lại đội nhà mình ấy là cho anh thông tin về con này hết rồi đấy, mình phải như thế thì mình thắng được chứ đúng không, mình phải cầm được đằng đầu nó mình mới bóp được cái cổ nó, còn nếu mình cầm đuôi nó là mình cứ đuôi nó mình thua. Thế anh bảo luôn, thế bây giờ em không chửi đảng, em không nói xấu nhà nước Việt Nam đúng không, nhưng mà em có kêu gọi là biểu tình không, em kêu gọi biểu tình ở cái điểm gì nào, cái đó là mà em kết bạn là có những người nào yêu nước của đất nước Việt Nam này, hay em kết bạn toàn những bọn đấy, rõ ràng nữa, người ta chỉ cần bạn bốn người chơi với em mà đấy cả bốn người là bọn phản động thì chắc chắn em là thằng con phản động rồi. Thế nó chắc tay nó lại lại anh, nó bảo là em thì là người thì Malaysia, em hai đời chồng. Ui rồi xong bắt đầu ui tâm sự thật lắm, em hai đời chồng được ba đứa con, được ba đứa con thì mình để chơi em với anh lại chơi đánh đòn tâm lý nó. Thật sự với em này, nếu mà em ở nước Việt Nam này, những người mà thật sự với em là những người đẹp trai, anh là thằng xấu nhất, đúng là mê hồn em mà không còn một cái gì nữa, em sẽ là một người phụ nữ sung sướng nhất, em hiểu không đấy, bây giờ thế giờ em hay sao đấy. Không không có, là anh cứ nói đi anh. Đấy mà thì xong anh mới bảo là em có biết không, khi diễn đàn của em mở em hát, mặc dù em hát còn bị ngọ, hát không hay, nhưng em biết là hôm đó là anh đếm là tầm 58 người, nhưng trong đó là có 50 người là những người yêu nước của đội nhà anh vào với em đấy. Đấy hôm vừa mấy hôm kia đấy, phải anh với Nhan em xem. Mà hôm nay anh huy động Đông rồi vào nhóc. rất là đông. Nhưng cũng may mắn cho em là đấy hôm nay em không nên em kêu gọi. Bởi vì em chắc là em biết mà có người giật dây nhé. Mỗi lần mà thấy cái tên của bọn anh lên là có tin nhắn, em cầm cái điện thoại khác để em xem. Đấy xong bắt đầu chỉ có mỗi câu là bò đỏ nó vào nhiều rồi. Thế bọn em câm họng. Thế mà bọn em dùng những từ bò đỏ. Thế bọn em là gì? Bọn anh còn đẻ ra bọn em cơ, bởi vì em ít tuổi hơn là bọn anh đẻ ra, mà anh còn đang đấy, em còn đang hỏi anh về đất nước Việt Nam, anh dạy em thì rõ ràng là anh đẻ ra em. Ủa, anh nói hôm nay mà nó đấy, nó bảo
Thế nó bảo là thế bây giờ làm thế nào để mà em không bỏ được các bạn đấy. Đúng rồi em. Nó bảo là chuẩn bị là tháng 9 này nó đi du lịch của mấy nước châu Âu. Đấy. Thế bây giờ em không thể nào bây giờ thì em lại xin phép để em được lốc anh. Bởi vì em mà để cái link của anh ấy thì là cái đội kia nó biết được thì em cũng khổ. Và đấy em có biết không? Cho nên là đấy, em phải học lại và em cố gắng vào cái trang chủ của đất nước Việt Nam ấy. Em đọc cho anh một câu này của Hồ Chủ tịch này và hay còn gọi là Hồ Chí Minh nhá, không có gì quyền độc lập tự do, đúng không? Mà ngay cái đó mà em không có mà các em cũng làm hô mới nói là ở đất nước văn minh độc lập tự do mà nhân quyền, anh được nói là đấy em xinh đẹp này em ra nước văn minh em ngu lắm. Mình phải chơi thế, khen xong mình phải chửi thế thì nó mới mới đỡ, nó tắt máy xong bắt đầu nó mới nghe và tim nó mới đau, hiểu không? Thế cho mình chưa biết không, nó tắt anh được tầm cỡ 5 phút, lúc ấy là anh nhịn cơm cũng nhịn mẹ cơm rồi. Công ty À. mình với lại cơ quan của anh là đến tầm 1 rưỡi mà không đến ăn là chỉ tốt, đóng cửa sập lại tắt điều hòa. Trời ơi À. bà mẹ mình vừa ấy đấy xong thôi chấp nhận là thôi chui vào ngủ, ra làm cốc nước chè chui vào ngủ. Ngủ xong được một lúc nó lại bật máy, nó đau đớn không, nó bật máy thì nó lại nên nó hát, nó hát mới lại một cái con bé con gì cả, anh cả nhà mình đã xem hộ em gái bởi vì đấy bọn nhiều con đi nó phản động, nó nói lắm mình không nhớ tên. Nó đằng sau nó treo cái cờ Ba Sọc Bình Dương hay là treo cái Không có cờ Ba đâu. Sọc. Thì nó lên nó hát, nó vừa hát nó vừa chảy nước mắt. Và sao cái bọn phản động bọn khốn nạn nó phim mà giỏi thế nhỉ. Nó khóc xong rồi anh mới cái bên dưới, chị ơi chị đừng khóc, sao chị phải khóc thế, thì con Nina nó lại nhận được cho anh hiểu không, nó bảo là các anh ơi chị bị người tình bỏ rơi, chị bị buồn khổ quá chị khóc. Ai mình lại lắm được đấy, mà trời ơi chị ơi chị xinh đẹp này sao chị phải khổ sở thế, chị phải khóc lóc mà chị phải đây nhìn chị không khác gì một con rối. Thế nó thấy đội nhà mình vào nó tắt đi lại vừa lốc nó khóc nước mắt ngắn nước mắt dài thì bảo mọi người bảo đấy đấy mà nhất A Quy đấy, A Quy nghe xem thế nó con người như vậy thì liệu là những người dân chân chính với lại những người như bọn tôi mà không nên phản biện không nói thì thấy nó cũng đau khổ, nhưng mà nói ra lại gặp toàn những con người nó như thế nó âu chĩ thì còn đau khổ hơn. Người ta bảo là làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Như tôi là đang bây giờ đang nói này đúng là thật sự bây giờ phải nhận là làm tớ của tầm bậy, còn hơn tôi làm thầy của bọn Ba Sọc phản động. Cộng sản người ta giỏi lắm, đến với tôi đây này mà tầm bậy còn chơi tôi này nhá. Đấy đặt trần có nhận không? Nhá tầm bậy còn còn chơi tôi đây này, hôm nay tôi phải nhận gọi là sư phụ của tầm bậy ơi. Thì cho nên là bọn Ba Sọc với bọn phản động chúng mày không có một cửa gì hết, chúng mày không có một cửa gì về hết nhá. Bắt đầu này chuẩn bị này, bắt đầu từ 25 tháng 8 này nhá, Bình Dương hiểu không, những cái thằng mà lên mà để bảo mà làm những cái công cụ dụng cụ ấy đấy lên đường luôn, nếu ông nào bảo những thằng đấy vẫn còn với tôi hộ tôi cái chỉ hộ luôn cái đi đã. Cho nên cũng nghi là con Nina này đang chơi phát con nó cũng sợ nó biến, con này biến nó tưởng tưởng mình là công an nhưng mình là cảnh sát mà. À đặt chân lên, à đặt chân lên không, đặt chân lên thì ok cái đặt chân lại lên là anh em nhà mình cùng ấy là cũng phải dạy cho bọn này nó mở mang đầu óc đi rồi tiếp tục là anh để anh nói nhanh này, nói nhanh là nói nhanh xong đặt chân lên này ở cái điểm này tiếp này. Chào Du. Tại sao hôm nay cái bà Nguyễn Loan bà nói bà bảo là tôi có nói gì đâu, về tôi đã xin lỗi anh Cầm rồi, tôi xin lỗi mấy người kia rồi, tại sao vẫn chửi tôi? Thì mấy anh chị em nhà mình comment ở dưới bảo là
vừa qua chửi người ta như hay, mà bà diễn đàn nào đấy hàng bao nhiêu ngày tháng nay bà chửi người ta như hay, bây giờ một câu xin lỗi của bà nhá. Ông khoan 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 anh, cho Dương ngắt thôi. Mình cái chuyện đó mình để qua bên đi, đừng nói cái chuyện đó. Tại những cái đó mình không có cái chuyện phụ nữ, để phụ nữ ta làm gì ta làm đi anh. Mình chỉ chiến phụ đề của mình là một là chiến ba Đúng que rồi, thôi. không Còn mấy chị cái chuyện chị này là ba que, bên kia là chị ở bên đội hả? của chị này, của đội của bên Tân Thái mỹ lại Benny Trương. À. Đấy là chị là bên phản động. Thế nhưng mà hôm nay ấy, là nghe mọi người nói chuyện ấy thì là chị xin lỗi, chị chuyển sang là chị xin À. lỗi thì mọi người quân nhà mình À. đấy, chứ còn đúng của anh cái việc đó là anh tối kỵ luôn nha. Riêng người trong Việt Nam mình những cái chuyện mà đấu đá này cái lọ không bao giờ có trong đầu. Nhưng có nghĩa là chị này là trước kia là bên của đội Tân Thái mỹ lại Uyên Thùy đấy, là À. chị chửi tới tấp anh bằng biết các thứ là bị chửi hết rồi. Thế sau khi mà chị nghe được mọi người đấy nói chuyện mỹ tâm sự thì chị xin lỗi cả Trần Hà Lan. Thế nhưng mà sau đó là một số người của nhà mình ấy là nói là cái xin lỗi này của chị phải thời gian nhé, còn chị vừa hôm qua chửi người ta như con chó mà bằng tuổi mà cha chú bà lại nhiều tuổi rồi, mấy lại tuổi bằng mấy chị còn trên tuổi chị mà chị chửi người ta xong như thế, các diễn đàn chị chửi, chị lên huy động, chị kêu gọi biểu tình đi về lật đổ chính quyền. Thế mà bây giờ chị một cái câu mà chị nói là xin lỗi khó lắm đấy nhá. Đúng rồi, chị Võ Hà, đúng rồi. Đấy nhìn anh với nhà đấy là thì anh bảo luôn, chị có biết không, các anh chị em ở dưới diễn đàn người ta ấy chửi chị mới lại chửi, người ta chưa công nhận cái lời xin lỗi của chị là cũng có lý do. Ở cái điểm gì chị biết không, Nguyễn Phương Hùng về đây đất nước và những cái anh chị em yêu quý ông ấy đón chào ông ấy như thế nào, đến giờ phút này cho anh chị em là như này. Tôi thì cũng mong từ cái diễn đàn của Bình Dương cũng mong tất cả nhà mình chia sẻ những ai còn nghe những lời của bọn mà chống phá đất nước mà nó đang dụ dỗ, cố gắng nghe những lời của các em út hoặc là anh hoặc là bác, đúng không, có nhiều người người ta nhiều tuổi mình phải nói thế. Quay đầu lại đi, quay đầu lại là bờ, đừng để cho mà cái thuyền mà đi xa quá, mà đi xa quá mà sóng nó đánh ấy, nó đánh mà chìm xuống nó không cứu được, không cứu được đấy. Thì mong các anh chị là như thế, để là sao thôi các bác chịu nhục đi, chịu nhục là chịu nhục cho cái chính nghĩa, để con cái của các bác được làm những con người, để sau này bạn bè của con gái của các bác là tôn trọng và quý trọng. À bố mày biết sai rồi, bố mày biết quay đầu rồi về rồi, bọn tao bắt cái tay làm bạn với mày đấy. Được rồi, thế là cho anh xin phép được. Ok.